tháng 8 sau 17 ngày qua đợt bão rồi, tụi con mới cùng với cầu với kỹ sư cầu thì đi vô thăm hồn. Thì lúc đó là hai ông bà của cậu Tám rất băn khoăn. Tôi đã sử dụng là hai trăm mấy chục gốc, cái kia là theo cái thuốc cũ theo tập quán rồi. Tôi mới xử lý có 8 cây này, các loại sản phẩm mới, nhưng mà thấy nó hiệu quả quá, mà bây giờ mua tiền mua thì ngán ngại quá, không biết như thế nào. Thì may mắn là ngày hôm đó tụi cháu bước vô thì còn thời gian dịch sửa được, thì tụi cháu ghi nhận thì ở đây có một 8 cái cây mà dòng dòng nhà cậu đã xử lý rồi. Cái hình nó bị gõ cho nên con cái mũi tên để vào bông ha, bông dài ở phía trước chỗ cái siêu cầu bước ra, nhìn thấy cái lá nó bị rầy đó, nó làm cho bộ lá thiếu hoàn hợp rồi. Tuy nhiên thì bẻ nó vô và đặt nó ra thì nó vẫn có cái lụng, có cái chồi này đáng lẽ là nó ra được, nhưng mà nó vẫn có một cái lụng qua nằm ở đầu cành đó. Thì ở đây thì này cái cây mà thuốc cũ thì nó cũng có, cháu lấy cái mũi tên đen 1, 2 hoặc 3, 4 quài thôi. Đây nữa, đây có cái quà luôn thôi rồi. Nói chung là nó dài, nó ra nó nhiều rồi. Nói chung là cái thuốc cũ thì qua đó thì ghi nhận thấy rằng thuốc cũ thì nó dẫn. Thì qua đó thì mình nên sử dụng cái phân hữu cơ, mà đặc biệt là cơ vi sinh, hữu cơ trùng quế, dùng bếp. Thì mũi cơ đó phải là được và nước công nhận và phải quay. Để cháu nhớ rằng là hữu cơ bây giờ trên thị trường rất nhiều hữu cơ, nhưng tâm tắc nhất là con. Tôi thì làm vườn đầu tiên cũng mới học hỏi thôi, nhưng mà cũng tìm tòi cái kỹ thuật và chăm sóc và bón phân của các công ty, nhưng mà trong thời gian qua đó tôi cái vườn tự nhiên tôi thì nói chung nó cũng không có đánh đổi mà nó bị nhiễm bệnh hoặc là xấu gì nhiều. Nhưng mà trong cái mùa thu hoạch rồi đó thì tôi cũng hơi có tham công chút xíu, là tôi để trái hơi nhiều, nó cũng xì khoảng mấy cây. Thì trong cái thời gian đó thì Lưng với chú cầu này có xuống và có ra vườn để tham quan coi chơi đó. Thì những mấy cây xì đó thì nói chung nó xì cũng rất nặng, thành ra chú cầu với chú Lưng nó mới giới thiệu với tôi những ba cái sản phẩm mà để tôi tưới thử đó. Trong lúc đó thì chú cầu có cho thuốc để tưới sử dụng trong 5 cây và một bao phân hữu cơ. Thì nói chung là tôi mua chú cầu cho để xử lý 5 cây đó thôi. Rồi sau khi đó tôi mua thêm chú tưới và lên cái đại lý của năm Cẩm Châu, thì tôi mua về thì để tôi xử lý cho ba cái cây lọc đó với hoặc là cái amino. Thì rồi tôi tưới rồi thì tôi cũng phải rải thêm một bao phân hữu cơ. Thì nhà hướng dẫn em để nuôi về để mình xử lý cây con. Nói chung cây con đó thì mới trồng nó hoặc là trồng 5 tuổi gì đó là mình tưới nó rất là phát triển rất là nhanh, vì vì cái cây đó nó chưa có đến đổi mà nó xì kẹt. Nói chung là tôi cũng có một chú ý để góp ý, tôi cũng có một chú ý với bà con vậy đó. Ví dụ mình muốn làm vườn thì mình thấy được một tiền vấn đề học hỏi anh em ở ta đi trước, ta mượn Lưng lại anh Cẩm Châu đi mua cho tôi thử trước là 10 gói thuốc chì dày. Dạ. Cả lo điên. Cẩm Châu thì mà hành chi công ty cứ đưa về. Những cái thuốc chì dày tôi không có cây tự nhiên tôi là tôi thấy rất là hiệu quả, cũng không 10-15-20 ngày sau là tôi thấy vậy. Dạ. Nó tới 3 bữa đó lên Cẩm Châu chỉ bớt cho tôi là còn 33.000 một giá thị trường là 35. Giá thị trường là 35. Rồi, dạ. Là các cái bước làm thầy đài loan á, thì chung là các cái bước chuẩn bị á, cắt tầng rồi bón phân các thứ á, thì coi như là về mặt kỹ thuật á, thì như là Linh nó đã nói rồi, bây giờ không có nói nữa, bây giờ nói
ghi nhận là có thuốc thì ngay là cũng xài nhiều loại thuốc, nhưng mà ghi nhận gần đây là có ba loại thuốc của công ty của chú Lưng đưa ra, thì ngay là tôi thật là thấy đạt mới bước đầu thì không có dám mua nhiều đâu, thì coi như là bước đầu thì thử nghiệm chỉ có 8 cây thôi. Thì 8 cây trong cái thời điểm đó thì chỉ có thịt có hai loại thuốc thôi. Dạ. Thì trong đó mình thấy thịt khác nhau, lần đầu tiên thì thấy nó mới nước bước đầu à, thì 7 ngày sau thì phun thêm một lần nữa thì thấy nó đạt hiệu quả, thì bây giờ là coi như là nó đang đổ qua dài. Dạ. Đó, còn một cái thứ thuốc là kia đó là coi như là giữa là hai loại thuốc thì lấy cái loại thuốc này thì nó có hiệu quả hơn mấy loại thuốc kia. Thì tôi ghi nhận là cái loại thuốc này là nó hiệu quả nhiều lắm. Đang đó là mua về là còn cái số còn lại là coi như là mua về phun hết cả vườn luôn. Mua về phun hết cả vườn. Phun hết là mỗi ngày 17. Qua đi qua. Mỗi ngày là gần 10 ngày. Gần 10 ngày. Và kết quả sao? Kết quả thì hiện giờ là thấy nó ra trắng đậu chân đó. Vậy ha. Mới sạch lần đầu luôn đó. Dạ. Thì chỉ cũng chỉ là mình làm với là chị thôi. Dạ. Anh em thì có cái gì hay đó thì có ý thêm, chứ còn ghi nhận tôi là thuốc là của công ty của chú Lâm với của chú Cầu đây đưa ra thì mình nó ngay thử nghiệm thôi. Thì thấy nó đạt hiệu quả đó. Dạ. Thì không có nhiều lời thôi. Dạ, xin cảm ơn.